Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó là lời dạy từ ngàn xưa của ông cha ta để lại nhằm răn dạy con cháu đời sau luôn nhớ về công ơn của những người đi trước. Tuân theo tôn chỉ đó, hàng năm cứ vào đầu xuân, Hội Kim Hoàng Bác Cali lại tổ chức giỗ tổ nhằm ghi nhớ công ơn của cha ông đã khai sáng ra ngành kim hoàng. Buổi lễ được tổ chức tại nhà hàng Dynasty trong khu Grand Century Mall, thành phố San Jose, quy tụ hàng trăm thân bằng quyến thuộc tới chung vui. Khán giả theo dõi chương trình của Đài Việt TV, chào Jessica. Vâng dạ, kính thưa quý vị, thưa Jessica, đây là lần đầu tiên Thái Hà được mời đến để mà dự buổi kỷ niệm và giỗ tổ của Hội Kim Hoàn tại Bắc California. Thái Hà thấy bước vào, tuy chương trình chưa bắt đầu nhưng mà mình thấy có vẻ rất là đông đảo và sẽ hứa hẹn một chương trình thật là vui nhộn và đặc sắc. Jessica xin cảm ơn chị Thái Hà và xin chúc chị có một buổi tối thật là ấm áp và vui vẻ. Kính thưa quý vị, người Việt chúng ta thường có câu mà ông cha để lại hàng bao năm qua: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Từ hàm ý trên nên hàng năm cứ vào dịp đầu xuân, ngành Kim Hoàn chúng tôi có tổ chức giỗ tổ theo đúng truyền thống của tiền nhân để lại. Hội Kim Hoàn chúng ta đã tổ chức được 35 năm. Kính thưa quý vị, ngoài mục đích là việc tương trợ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn ngành Kim Hoàn, chúng ta còn có tích cực phối hợp với các hội đoàn bạn nhằm phát triển mọi lĩnh vực trong công tác, đặc biệt là đóng góp hữu hiệu vào các công tác xã hội. Hôm nay Madison đến đây trao tặng bằng chuẩn lục từ thành phố San Jose cho Hội Kim Hoàn và chúc hội và tất cả thành viên lúc nào cũng thành công và may mắn và lúc nào cũng ủng hộ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Anh Tony có thể cho quý vị biết mục đích khi bên anh tổ chức lễ giỗ tổ của Hội Kim Hoàn ngày hôm nay và hôm nay sẽ có những tiết mục đặc biệt gì? Dạ, tổ chức mà của Hội Kim Hoàn á, mỗi năm chúng tôi tổ chức một lần, đại diện cho Bắc Cali chứ không phải San Jose không, ngay cả Oakland và San Francisco như Sacramento và những lân cận đều tới. Thì mỗi năm chúng tôi tổ chức để nhớ cái ngày mà tổ tiên ông cha chúng ta đã đặt ra cái ngành về Kim Hoàn này, mà tất cả mọi người sống về cái nghề này cũng bao nhiêu năm nay, để mình nhớ lại coi như tổ tiên. Mình cũng xin đại diện cho Hội Kim Hoàn cảm ơn đài đã đến coi như là phỏng vấn và phổ biến cái ngành nghề Kim Hoàn ở Bắc Cali này. Bữa tiệc như một buổi họp mặt đại gia đình những anh chị em trong lĩnh vực Kim Hoàn, trong không khí vô cùng ấm cúng, vui tươi nhưng không kém phần sang trọng. Đâu đâu cũng rộn vang tiếng cười cùng những lời thăm hỏi, bắt tay thật nồng ấm. Nước vui trong chương trình là những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, ban tổ chức còn đem đến cho quan khách những giây phút vô cùng hồi hộp, hào hứng thông qua chương trình xổ số với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Xin kính chào quý vị, hiện tại Jessica đang đứng kế phó thị trưởng Madison. Jessica xin chào Madison. Madison khỏe không? Dạ vâng, Madison chào Jessica và Madison cũng xin chào quý vị. Madison có thể cho quý vị biết là đây là lần thứ mấy Madison đến đây dự và ủng hộ Hội Kim Hoàn và cảm giác của Madison như thế nào khi lại đến đây ngày hôm nay? Dạ vâng, thưa quý vị, năm nào Madison cũng cố gắng để tham dự cái hội Kim Hoàn, bởi vì đây là một cái hội rất là lớn trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên, đây là những người thương gia cũng đóng góp rất là nhiều cho những cái chương trình trong cộng đồng. Và lý do đó Madison muốn đến để mà tham dự cũng như là cảm ơn cái sự ủng hộ của họ dành cho những cái chương trình trong cộng đồng của chúng ta. Jessica, tường trình từ thành phố San Jose. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày hôm nay do nhóm phóng viên của đài truyền hình Việt TV thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào phóng sự lần tới.